Sao nó bị gì rồi? Nó đâu bị gì đâu, mà chỉ làm vậy à. Nó dính cục cục vậy hả? Đúng rồi. Bà ngoại ngủ. Dơ cao lên Phú Hiền, dơ cao lên. Đúng rồi. Mẹ, nhà con có cái khăn nào không? Chút đi. Rồi. Hôm bữa con cũng bị vậy mà. Nhưng mà nó hết không? Đừng lấy cái tay. Ê, em để vậy đi, đừng lấy cái tay. Con nói nhỏ nhẹ thôi. Dơ cao lên. Dơ cao lên trên. Ờ, nó bắn. Quá trời luôn nè. Đúng rồi, quá trời đẹp luôn. Mốt đâu có đám cưới, nhớ thuê hai đứa này đi bắn con bóng nè. Mốt có đám cưới thì sẽ bắn bóng. Con đi ra chỗ khác thôi. Đó. Đúng rồi. Dơ cao lên. Nó sắp hết nước rồi đó. Tính cho cao, đừng dơ cho nó hết rồi, hết bọt rồi. Còn không? Còn. Còn. Đó, đó. Wow. Ừ. Đó. Mẹ nhìn nè. Thấy rồi.